ngắm châu chấu kiểu này buồn các bà con. Đuôi của nó coi như nó cụp mất tiêu rồi. Không biết nó sợ cái gì mà nó cụp cái đuôi của nó rồi. Nó có tỏa cái đuôi cho bà con coi ha. Anh sao chỗ này anh tiết kiệm quá đi. Coi như chắc cọp thú dữ rồi. Gặp thú dữ thì anh cọp cái đuôi cái ấy anh lại rồi mất tiêu bà con. Ngắm sao chổi thì anh này anh tiết kiệm quá đi, có cái đuôi để cho người ta biết mà anh ấy cụp mất tiêu. Không biết ông có gặp ông Putin hay ông gặp ai thì ông sợ quá, ông sợ quá để ông không dám khoe cái đuôi của ông ra. Coi như chiến tranh ở ở Trung ở Âu Châu đang 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 tiếp diễn, rồi cốt thêm trận động đất nữa thì anh sợ quá. Anh sợ quá không dám khoe sắc đuôi cho để bà con ngắm ha. Thì vừa rồi cái sao hỏa nó lâu nó chập chờn đó bà con. Tới bây giờ thì này cũng muốn hết muốn nhiên liệu của sao đây trời. Cũng không thấy còn cái điện sáng sáng trên này không biết là cái gì. Này có cái đuôi sáng như này mà cái này sáng kiểu này thì kỳ quá, nó giống một đám mây vậy thôi chứ không có gì đặc sắc hết đâu. Mà cái đuôi sáng sáng tròn tròn bự bự giống như đám mây cũng cũng là một cái điểm đáng nghi ngờ, nhưng mà nó phải có việc sáng của cái ngôi sao rồi bắt đầu đi cái đuôi á nó mới đúng. Cái này chỉ có cái sáng vệt sáng không vậy á, nó không không có cái đuôi nó sáng nhưng mà không có cái mặt trăng á, à, cái ngôi sao á thì nó không đúng hẳn. Nếu mà coi như vậy thì nó không có rõ ràng bà con ha, nó không có rõ ràng giống như cái hai cái đợt trước mình coi là hai cho nó coi nó sáng rồi đằng trước nó có cái điểm trắng đầu đầu tiên rồi sau bắt đầu nó giống y chang cái thằng này nè, giống cái điểm trắng cái vịt nó mây mây nè, nhưng mà nó tỏa ra ở đằng trước nó sáng rực lên rồi sau nó tỏa ra có giống như cái một cái đèn trực thăng mà họ đi ban đêm đó, họ đi ban đêm cái họ dọi lên đó nó như vậy đó, nó sáng coi như hết nguyên một đêm luôn, đến ngày hôm sau thì nó đi xa hơn. Còn cái thằng này nó chỉ có chút xíu mây như vậy nó tròn vậy thì không có đúng, là không có đúng đó. Còn cái ngôi sao hỏa đó nó lâu đó, người ta nó chụp trần đỏ lên đó. Nếu mà khoa học nói thì cái đó thì đúng, tại cái ngôi sao chổi nó đang tiến gần tới ngôi sao hỏa. Nhưng mà mình vẫn không thấy được cái đuôi của cái ngôi sao chổi này. Cái ngôi sao hỏa thì đã lâu quá mà con thấy nó đỏ đỏ đó ha. Bright green này anh ấy sợ sợ cộng sản Putin trở lại sao, anh sợ quá anh cục với đôi rồi ông thấy vậy là
không thấy cái đuôi rồi đó. Nhìn chỉ có thấy mình thấy một cái điểm sáng ở trên này thôi, cái điểm sáng thì chứ không thấy cái ánh sáng của cái ngôi sao. Cái vệt sáng thì có đây là... cái vệt sáng này bà con, vệt sáng đây nó cứ nằm đây hoài, nhưng mà nó phải có cái ánh sáng của cái đầu của nó bay á. Thì giống như cái đợt trước á, mình coi cái hôm mà ở Việt Nam á, thì bọn mình còn nhỏ thì cái đuôi nó tỏa xuống đất đất. Còn khi mà ở bên Úc này á, khi mình coi cái đợt mình đi cá câu cá đó, thì cái đuôi nó tỏa lên trời, nó tỏa lên trời, nó hai cái điểm nó khác nhau chút xíu. Ở Việt Nam thì nó tỏa lên, này bên Úc nó tỏa xuống. Còn cái điểm này nó không phải là cái mây đâu, nếu mà mây thì nó phải bay đi, mà cái này nó không chịu bay. Cái điểm sáng nó gần cái sao Hỏa trong trời trời đó. Nhưng mà này coi kiểu này có tiết kiệm quá. Anh này anh chưa có đủ, mấy chục năm anh chưa có đủ tu hành nha. Thì là coi như cái đuôi cũng quá tiết kiệm. Mình xuống núi 50.000 năm mà vẫn chưa đủ. Cái anh Trang Hỏa này cứ lâu lâu anh chụp chờn lên ha. Ồ, có một cái điểm sáng nào bên này nữa đây. Lên điểm sáng bên này là cái gì vậy? Không biết nữa. Đó, hai cái điểm sáng gần cái ngôi sao này không biết là cái gì. Coi về cũng nản quá chừng đi. Không có được rõ ràng. Không được rõ ràng bà con. Nếu mà ai yêu thích thiên văn á, thì nó cứ chừng mấy năm á, bắt đầu nó có một cái ngôi sao chổi khác nó xuất hiện, thì bà con có thể quan sát được dễ dàng. Còn anh này thì hơi khó nhìn, mặc dù ngày hôm nay là ngày cuối có thể thấy bằng mắt thường, nhưng mà cũng để coi mình có thể mình zoom lại coi sao, mình zoom lại chút xíu nổi không. Ồ, mình muốn zoom lại thì cũng bị mất rồi. Cái sao Hỏa thì nó cũng chập chờn hoài. À, hết cỡ rồi, mình zoom hết cỡ rồi bà con. Không nổi. Nó mình zoom về coi như bà con không thấy gì, chỉ thấy một cái đám vịt đen khổng lồ thôi. Đen khổng lồ chứ không thấy được cái những ngôi sao khác. Mình trở lại cái vị trí cái thường 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 đó, thì bọn cũng có thể quan sát được dễ dàng. Còn cái thằng này mình zoom xa quá đó, thì nó chỉ thấy một đen màu màu đen trên bầu trời thôi bà con. Thì cầu mong bà con có thể quan sát được dễ hơn mình. Còn là mình đây coi buổi trời ngày hôm nay mặt trăng chưa có lên, nhưng mà cũng khó quan sát quá chừng đi. Cái anh chàng Bright Green này anh tiết kiệm quá, tiết kiệm quá không thấy được cái đuôi đó. Ok rồi, chúc bà con may mắn nha. Mình thì bên này mình thấy cũng hơi khó rồi đấy. Bye bye bà con.